Sáng nay tại cụm sân bóng đá trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, lễ khai mạc Đại hội Thể thao Doanh nhân 2030 lần thứ tư đã được diễn ra. Tham gia đại hội thể thao duy nhất dành cho giới doanh nhân Việt Nam 2018 có 1.000 vận động viên tranh tài trong 14 môn. Năm nay, bên cạnh mục tiêu phát triển tình bằng hữu, nâng cao sức khỏe và xây dựng hình ảnh doanh nhân năng động, đại hội còn truyền tải thông điệp xây dựng Đại hội Thể thao Doanh nhân xanh. Ban tổ chức đưa ra 5 quy định bắt buộc về văn hóa ứng xử và thi đấu, không hút thuốc lá trong suốt thời gian diễn ra đại hội, giữ vệ sinh công cộng, tiết kiệm nước, hạn chế sử dụng chai nhựa. Đại hội Thể thao Doanh nhân 2018 không chỉ là sân chơi cho các doanh nhân yêu thể thao, mà còn là nơi rèn luyện, chinh phục thử thách, chiến thắng bản thân để nâng cao sức khỏe, tạo nên hình ảnh doanh nhân mới với cộng đồng. 14 môn thi đấu của đại hội sẽ diễn ra đến ngày 30 tháng 11.